Thưa quý vị, trong hai ngày 15 và 16 tháng 11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14E trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ đã có nhiều biện pháp để bảo đảm cho phương tiện vận tải lưu thông an toàn. Đêm ngày 15 tới rạng sáng ngày 16 tháng 11, trên quốc lộ 14E đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở như thế này. Trong đó, điểm sạt lở gần đập thủy điện Đắc Mi 4 rất nghiêm trọng, với hơn 30.000 mét khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống lòng đường, gây ách tắc trong nhiều giờ. Trước đó, khoảng 19h30 phút ngày 15 tháng 11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực huyện Phước Sơn cũng đã xảy ra sạt lở ta luy dương. Gần 20.000 mét khối đất đá lấp kín lòng đường khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Các đơn vị đã tổ chức chốt chặn, huy động lực lượng, máy móc, khẩn trương san ủi. Trong ngày hôm nay là có hai điểm sạt lở, chỗ 1372 và chỗ Đằng Hồi với cái điểm này 1377 cộng 470. 1372 thì nó sạt lở ít là cỡ 30 phân thì cũng đã đánh xe xuống đó để thông rồi. Và hiện tại thông xong là sẽ lên đây để mà thông cái điểm 1377 cộng 470 này, cái điểm này cũng lớn. Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu công an các huyện Phước Sơn, Hiệp Đức cho dừng phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14E để khắc phục sự cố. Tại huyện Nam Trà My, một ngôi làng với 30 hộ dân ở xã Trà Leng đã bị cô lập. Để vào làng, người dân phải đánh đu mạng sống của mình khi vượt qua dòng suối Xiết bằng một cây cầu đặc biệt là khúc gỗ bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về. Khu vực này vào tháng 11 năm 2020 đã xảy ra trận lũ quét làm nhiều người chết và mất tích. Thưa quý vị, mưa to trong 5 ngày liên tiếp đã gây sạt lở nhiều điểm tại một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Cao tốc La Sơn Túy Loan xuất hiện nhiều điểm bị sạt lở ta luy dương. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức điều tiết giao thông, tiếp tục tiến hành dọn dẹp bùn đất để bảo đảm lưu thông an toàn. Thưa quý vị và các bạn, do mưa lớn kéo dài đã dẫn đến kia hiện trường là đất ở tại cái đoạn sạt lở này đã bị nó nước và hiện nay thì đang liên tục tràn xuống lề đường gây cản trở giao thông ở đây. Đây là tình trạng sạt lở tại cao tốc La Sơn Túy Loan sau 5 ngày mưa lớn liên tục. Điểm sạt lở nặng nhất tại km số 46 cộng 300, địa phận xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Khoảng 10.000 mét khối đất đá trên núi bị sạt xuống, tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức điều tiết giao thông, tiếp tục tiến hành xử lý hiện trường, đảm bảo lưu thông an toàn. Do khối lượng đất đá quá lớn nên các phương tiện mới chỉ lưu thông được ở một nửa của phần đường. Đặc biệt là đây cái vùng núi cao, thành ra là buổi từ chiều đến đêm là mưa rất lớn. Thành ra là đây là rất khó khăn cho công tác khắc phục. Đây là chúng tôi làm cái lều là ban điều hành chỉ đạo là trực tiếp ở tại chỗ để với phương châm là bốn tại chỗ để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Theo ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân, khối đất đá trên sạt lở từ móng ta luy dương kéo dài khoảng 80 mét. Trước mắt, đơn vị bảo trì sẽ xử lý khối bê tông. Riêng phần đất, bùn phải chờ thời tiết khô ráo mới có thể dọn triệt để. Đơn vị bảo trì đã bố trí nhân lực chốt chặn hai đầu cho xe di chuyển một chiều để đảm bảo an toàn. Trở lại với diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuống vùng rốn lũ để thăm hỏi động viên người dân, đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương nắm bắt nhu cầu thực phẩm của người dân để cấp phát kịp thời. Chiều ngày 16 tháng 11, mực nước trên các sông Hương, Bồ, Ô Lâu vẫn duy trì ở mức cao. Tại các rốn lũ của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, hàng chục nghìn nhà dân vẫn ngập trong nước. Người dân phải dùng ghe, thuyền để di chuyển. Vì vậy, công tác thống kê thiệt hại vẫn chưa được triển khai. Hiện nay thì đã trên hơn 2.000 hộ là bị ngập từ 0,3 cho đến 1 mét. Và chúng tôi cũng đã tích cực chuẩn bị những ngày qua và đã di rời 233 hộ sơ tán trong qua các nhà cao bên cạnh. Bên cạnh nguồn lương thực hỗ trợ của tỉnh, trong ngày hôm nay, các địa phương tại Thừa Thiên Huế cũng đã bắt đầu xuất kho chuyển hàng nghìn thùng mì, gạo xuống các xã để cấp phát cho người dân. Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh cũng xúc tiến hoạt động cứu trợ để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ. Thì chúng tôi đang tiếp tục nắm thông tin để bất kể cái hồ nào mà cần có những cái cứu trợ cơ bản về đồ ăn thức uống, về cái hoàn cảnh thì các cấp chính quyền thì vẫn sẵn sàng chuẩn bị sẵn nguồn lực cũng như là phương tiện thiết bị để mà tiếp cận được với bà con, kể cả các cái trường hợp đau ốm nặng mà cần đi cấp cứu. Theo dự báo, tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ chồng lũ rất có khả năng sẽ xảy ra.
Lúc này, Thừa Thiên Huế đã đôn đốc các địa phương quan tâm, sâu sát, gần dân hơn nữa để nắm bắt nhu cầu của từng hộ, tuyệt đối không để dân đói rét. Chú ý các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, đồng thời có phương án di rời người dân và tự quản tại chỗ đối với học sinh nghỉ học nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người.